Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai nhằm đánh giá về tình hình công nghiệp, thương mại, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2024, đề ra giải pháp thực hiện các kế hoạch mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030-2045. Theo báo cáo, sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2024 của tỉnh Lào Cai ước đạt 29.500 tỷ đồng, tăng 6%. Xuất nhập khẩu ước đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 72%. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt 29.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2023, vân vân. Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Năm 2030 trở thành tỉnh khá và đến năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi phân tích tiềm năng, định hướng, gợi mở định hướng phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, năng lượng, hội nhập kinh tế quốc tế của Lào Cai thời gian tới. Với tầm nhìn và hoạch định của địa phương phát triển theo mô hình một trục, hai cực, ba vùng, bốn trụ cột và năm giải pháp đột phá, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã khai thác khá tốt các tiềm năng, lợi thế, nhất là kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ngoạn mục gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn như công nghiệp tăng trưởng chưa bền vững, công nghệ sản xuất chậm đổi mới, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp thiếu cân đối, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, chưa mở rộng được các thị trường trong khối ASEAN và thế giới, thị trường nội địa sức mua thấp, hệ thống phân phối, hạ tầng thương mại phát triển chưa đồng bộ, vân vân. Và để trở thành cực tăng trưởng của cả nước, giàu tiềm năng phát triển công nghiệp và kinh tế cửa khẩu, Bộ trưởng đề nghị. Đề nghị tỉnh làm tốt hơn nữa công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo, nhất là một số cái chủ trương chính sách mới có hiệu lực thi hành. Trước hết là làm sao phê duyệt được cái đề án cửa khẩu thông minh, phê duyệt được cái chủ trương đầu tư vào khu kinh tế biên mậu và triển khai được những dự án trọng điểm năng lượng trên địa bàn, nhất là tuyến đường dây 500 km để giải tỏa công suất của những cái tổ điện nhỏ trên địa bàn trong tương lai. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác cũng khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, gặp gỡ động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu liên ngành tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 1 Kim Thành, Lào Cai.